Phương xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Chiều nay mấy anh em đi thăm mấy cái lú các bạn ơi. Lú bữa hổm mình đặt ếch nha, bữa nay mình đem xuống sông mình đặt lại rồi. Tối có đám mưa nhẹ nhẹ đó, không biết có chạy cá không. Như có cá chết gì đây. Rồi. Cá sặc không à. Nước ở này cũng đục rồi các bạn. Ta xả nước ra, nước trên ruộng ta bơm ta xả ra. Nước đục là có cá chạy à. Lâu quá không có đem lú xuống sông đặt. Tại nước trong á bạn, nước trong đặt không có đâu. Cho nên mình cuốn lú lên, mình giặt lại mình đem cắt. Cá rô, cá sạch. Cá gầm, mấy cá gầm. Má quanh đây vậy. Cái ngay quanh kia nữa, cái đó quẹo vô đó nó lặn. Sặc không hả? Cái nào như cái đó không cao cao cao. Bẻ nhánh đây. Ốc cua. Kiến dữ lắm mà. Nhỏ nhỏ nhỏ. Sửa sửa cái đường hôm nó lại nó bị lật lắm. Gốc dừa, xô gốc dừa này ra. Tết bự cho bá luôn. À, tép tép bự bự không? Mấy anh tép bự bự không à? Quá ốc rồi.
cây gì nè. À, để ở đây, ít này để ở đây đi. Để luôn. Cua nấu canh được. Tôm quá trời luôn à. Bành ừ. Mày cái con nào mấy đầu con ta úp kìa. Nắp tép ra không bộ. Nắp bự không à. À tép con cỡ này không. Chiều nay chắc mưa nữa quá. Làm thì hoài. Đúng bị lật rồi đó. Đúng đây. Rồi cây nó lùa gì. Ếch hả? Nói ếch ra thấy muốn dội hàng. Lúc nào bắt ếch bằng đêm rồi lúc nào cũng câu dính. Bây giờ cái lưới cũng dính luôn. Dính lên nhánh cây bên đây này nè. Cái lưới nó lật. Hai con à, nhảy ngược lại con. Rồi xuống rồi. Cua nhóc hết. Cái này hết. Hết nó rủ nhau tập đi về trong đó. Ghe nó chạy hút quá hút. Rô hả? Mời luôn không? Hút mời luôn. Hút mời luôn. Rô chúa hả? Trời ơi. Trời ơi con cá rô. Thối tiền nó vô trời. Trời ơi. Cá rô tới tay luôn mà. Chung ngữ thì gam vậy. Ốm. Cá rô này còn bự nữa tại nó ốm. Dư dày. Đúng.
chưa thẳng trong. Dùng quá nó cũng lật. Cá rô quá trời, cá rô à. Để đó lụm mấy con cua còn nhớ bỏ rác. Vô nhảy bành mỏ trên cái đầu nó chà bá lửa luôn. Cá rô là giống cá rô đầu vuông hay gì. Mà nó bị ốm nữa. Cái cá nó uống cái tới thì. Cá nó uống còn 200 gram chưa hết nữa. Cá bự hơn cá mình dặn lưới. Cua vô cua vô mấy nó cua nay lỡ lú giờ có cua ăn. Ồ, hai cái bóng luôn ấn tượng hả? Ấn tượng về thả hầm mày rồi không. Ừ. Quá trời tép luôn, tép bự bự không à con không ấy. Chứ tép nhỏ nó ra hết rồi, lú này lỗ lớn mà. Có 800 gram có, 800-900 gram có. Thiên nhiên á. Bỏ cá ấn tượng như đây nè, múc miếng nước. Có con à? À đây con nữa nè. Con nhỏ. Này đúng rồi, thả nó. Thôi để về cho hầm lưới thông thôi. Bóng nữa kìa. Còn có bóng nữa kìa. Con gì cá rô hả? Cá bóng nó gì nữa lớn lên tiền không nghe không. Cá bóng nó 1450 gram là cá nhất á. Cái cũng mấy trăm á. Cỡ 200 ngoài. Lúc trước mắc lắm cái này chắc rẻ lại. Nửa
nửa ký. Hình như không phải là không bắt được mà là chuối đâu với không phải nó chuối mà nó bị mấy con cú mèo ăn hết rồi. Cú mèo. À. Ờ, cá rô chết. Đó, cái này cũng đưa rồi. Cái này có cua, cái này không thấy cua bò lên. Cái này cua nó bò rồi. Cái xà này được con cá rô không bự ha. Còn mấy cái nữa hết rồi. Mình có 15 cái các bạn ơi. Nãy giờ đổ cũng 8-9 cái gì vậy. Ôi khúc này này mấy cái này có mấy con. Đét nó. Sặc. Ờ. Mày không có cua ta. Đắng cái nào cũng 5 mấy con rồi mà. Tép nhiều quá. À, cái sạch nữa à. Tép này không đủ nó có vàng. Ừ. Tép bây giờ lửa tép ra đủ găm mặn ăn rồi đó. Tép cho mặn này, cua nấu canh cái nữa ta tới hàng luôn. Đồ phi. Cái nữa hết rồi phải không? Còn cái nữa hết rồi các bạn ơi. Nay chạy tép với cua nhiều. Không thấy cá, không thấy cá lóc. Có mấy con cá chê hồi nãy có cái lú kia nó bị chìm, cá chê chết. Đây còn. Bóng tượng chỗ mình giờ nhiều lại ha. Dính la gai hoài luôn. Chiều nay chắc mưa không ầm ầm ì ì hoài. Mưa nó lớn rồi lại chỗ mới chắc là tối á mình ra. Đú ngập. Trời ơi con lươn. Lươn bành kỳ. Giật cây cuối. Dằn hực luôn. Trời ơi. Ồ. Sướng, sướng, sướng. Giật cú chót nha các bạn.
chưa? Ui ôi, quá sướng. Nhất luôn, lưng nhất luôn. Còn nhất hả? 300 gram ạ. Dần cháy. Đó. Giấc cuối chót. Cái cuối. Cái cưới quất được con lươn. Vàng hực luôn các bạn. Đó thiệt. Đây. Về thôi. Tép quá nhiều. Này, cua này để về nấu canh nha các bạn. Còn tép về lựa ra răm mặn rồi được. Chua cái đậu lên. Ghê. Được mấy con ếch nè. Rồi. Thành quả đi thăm lú của mấy anh em. Được tổng cộng nhiêu đây các bạn ơi? Được một nồi canh với một mẻ khô quẹt. Quá trời nhiều tép rồi, sao mình đặt nó không vô, tức quá. Nước này đâu có trong đâu mà tép nhiều á. Gió hướng này may may cứ bay bay được bên không đâu. À, giờ mấy anh em về nha các bạn. Buổi đi thăm lú của mấy anh em đến đây cũng xin kết thúc các bạn ơi. Giờ xin chào các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Này về để chiều mấy anh em nấu cơm ăn. Cua nấu canh. Tép gam. Đây còn cá bóng nữa. Này vô cá bóng nhiều quá. Cá bóng lúc trước thấy ít ít, bây giờ nhiều quá. Hai bốn sáu con cá bóng, sáu con cá bóng này thả vô hầm lưới thông năm sau lướng chồm chồm cái hoài ta. Không muốn cho mình ăn nữa vậy.